hello hello xin chào các bạn không biết là tầm này đã còn ai đi ngủ chưa và nếu như mà các bạn đang xem thì chứng tỏ các bạn chưa đi ngủ rồi à, như hôm nay mình cũng đã chia sẻ là mình rất thích cái tập uh, phát vào buổi uh, tối ngày hôm nay mình cũng đang rất là háo hức không biết là tô bạch có thể xử lý được con tỳ hưu kia hay không phải nói là một cái gã thần kinh như tô bạch lại dám thịt cái con tỳ hưu của phích lâu một lão đại cũng khá là gan dạ đấy và không biết là có thịt được hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tập này nha à, chia sẻ một chút về câu chuyện hàng ngày đọc truyện của mình là buổi sáng thì mình sẽ ăn sáng xong đó rồi mình sẽ nghỉ ngơi đó đó hoàn tầm một tiếng mình mới đọc được bởi vì nếu như mà khi mà chúng ta vừa mới ăn xong thì sẽ rất rất là khó để đọc vì lúc này cái bụng của mình đã chứa đầy thức ăn rồi bởi vì khi đọc thì tiến sẽ thường lấy hơi bụng nên là khi mà mình ăn no rồi thì coi như là cái bụng của mình nó sẽ không còn cái khoảng trống để nó chứa hơi nữa thế nên là ngay bây giờ cái lúc mà tiến đang đọc cái tập truyện thứ ba của ngày hôm nay này là mình cũng vừa mới ăn tối xong và thực sự là mình cũng không muốn đọc một tí nào cả nhưng mà do ham đọc truyện quá thì uh, coi như là mình sẽ vừa đọc và vừa tra tấn cơ thể của mình đấy ok thôi đam mê mà bắt đầu với cả tập ngày hôm nay nha tô bạch không ngừng dẫn động máu tươi của mình trong cơ thể của con tề hưu cơ thể của tề hưu thì cũng đang không ngừng phồng lên trên thực tế cho dù Tô Bạch không giữ miệng của nó Thì Hưu cũng rất khó có thể phun ra những khí huyết mà đã bị Tô Bạch khống chế Bởi vì những khí huyết đó có linh tính dưới sự khống chế của Tô Bạch có thể chặt chẽ kẹt lại ở trong cơ thể của Tỷ Hưu. Những khí huyết này không phải là vật vô chủ. Từng vết nứt xuất hiện trên người của Tỷ Hưu, đồng thời bắt đầu có máu tươi màu vàng chảy ra. Đây là chân huyết của thần thú, nó vô cùng chân quý từ khi tô bạch có được huyết thống của ma cà đồng đến nay cũng coi như là hút rất nhiều loại máu tươi rồi thế nhưng không một thứ nào có thể so sánh được với cả chân huyết của thần thú cho dù là máu tươi của cường giả thông thường cũng không đạt đến cấp độ của thần thú thế nhưng tô bạch nhịn được đây là thời điểm mà hắn và tỳ hưu chiến đấu hắn không thể làm loạt cũng không dám làm loạt trước tiên đem nó giết chết hoặc là ít nhất phải đem nó đánh cho tàn phế đi đã sau đó hắn mới đi tận hưởng không đúng hiện tại số lượng người mèo mà chúng ta đang săn giết chỉ bằng một phần ba số lượng mà chúng ta dự kiến thôi thậm chí còn không đến nhất định đã có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi yến hồi hồng đang đứng trên một cây cầu nhìn xung quanh nước sông đang nổi lên màu đỏ đúng thế có gì đó không đúng bọn họ dường như đang cố ý trốn tránh chúng ta Tuy tôi thừa nhận bọn họ hẳn là đạt được một trí tuệ nhất định Thế nhưng tôi không tin trí tuệ của bọn họ có thể đạt được cấp độ này Thậm chí có thể mở ra hình thức hợp tác giống như đoàn đội Nhất định là có nguyên nhân nào đó cho sự ẩn nấp với quy mô lớn này Khả năng chúng ta đã lãng quên điều gì đấy Lan Lâm hơi nhíu mày, Cả người lộ ra một loại quyến rút đặc biệt Chúng ta đã rất coi trọng bọn họ rồi nhưng mà hiện tại xem ra trên thực tế sự coi trọng đó của chúng ta là chưa đủ phích lầu vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói gì đó bỗng nhiên cánh tay phải nơi có đồ đằng tỳ hưu của anh ta nóng lên sắc mặt của anh ta bỗng nhiên thay đổi quát tỳ hưu của tôi có chuyện rồi ngược lại lần này yến hồi hồng không cười trên nỗi đau của người khác nữa anh ta dĩ nhiên hiểu một thần thú cho dù chỉ là một thần thú nhỏ thôi nhưng mà đối với cả thính giả lại có ý nghĩa thế nào không phải mỗi thính giả đều có cơ duyên nuôi ra một loại linh thú có thể mang vào trong chuyện xưa đâu anh ta nhớ rõ người phụ nữ đáng sợ kia con nuôi một con mèo tôi phải quay lại trước đây hai người tiếp tục tìm đi thì hưu là đầu quả tim của phích lâu anh ta dĩ nhiên không thể để cho nó xảy ra chuyện gì ngoài ấy muốn được chẳng qua đúng lúc này hơn 10 luồng hơi thở cường đại xuất hiện từ dưới đáy sông và hai bên cầu cùng nhau bạo phát ra ở chỗ sâu nhất trên sông có mấy người mèo nổi lên hai bên đầu cầu cũng có hai nhóm người mèo chậm rãi đến gần bọn họ mặc quần áo ngoại trừ lông tơ và râu trên mặt ra gần như họ không khác gì người thường cả lan lâm thì khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay của mình ánh mắt cô ta lộ ra sự hiểu rõ rồi trên thực tế từ ngày đầu tiên chuyện xưa này diễn ra phát thanh khủng bố đã đưa cho chúng ta manh mối rồi ở trong thành phố này, một số người không cần phải đợi đến đêm trăng tròn cũng có thể biến thành người mèo. Bọn họ cũng biết rõ mình là người mèo. Vì thế, bọn họ biết trước được diệt thế. Bọn họ thành lập một tổ chức. Chờ sau khi diệt thế bắt đầu, nhóm người mèo có được sự bình tĩnh và trí tuệ ngay từ đầu. Dĩ nhiên sẽ trở thành những người có được lợi ích lớn nhất. Ở một số thời điểm thật ra có một số việc không cần quá nhiều lý do, cũng không cần quá nhiều công danh lợi lộc nó chỉ phụ thuộc vào việc bạn muốn hay không muốn thôi, chỉ thế mà thôi. Cũng chính vì thế, ở trong hiện thực, vấn đề khiến cho cảnh sát nhức đầu nhất chính là loại tội phạm không có mục đích phạm tội này. bọn chúng hoàn toàn không có động cơ theo lý thông thường. Điều này tương đương với việc trực tiếp cắt đứt phương pháp điều tra thông thường của cảnh sát rồi. Ví dụ như trong một vụ án giết người nào đấy, trước tiên cảnh sát nhất định sẽ điều tra những người có mâu thuẫn và xung đột với người bị hại trước đồng thời điều tra hồ sơ ghi chép về tội phạm ở gần đấy bình thường mà nói tìm được quan hệ lợi ích và động cơ trên cơ bản gần như vụ án đó đã nắm chắc được hơn phân nửa nhưng mà nếu như một người nào đó ví dụ như là một giáo sư đại học hoặc một sinh viên đại học bình thường bỗng nhiên tâm huyết muốn đi giết người sau đó bọn họ thật sự giết một ai đấy lại tình cờ tránh né được các bằng chứng trực tiếp như camera như vậy ngay lập tức độ khó trong việc phá án sẽ tăng lên rất nhiều ban đầu tô bạch thật đúng là dự định theo ba người kia lăn lộn trong chuyện xưa này thế nhưng có đôi khi dường như rất khó để làm một người bình thường lan lâm lần lượt ám chỉ ý tứ rất đơn giản hắn nhất định phải làm ra một số chuyện gì đấy tuy hắn không biết rốt cuộc mục đích của lan lâm là gì cũng không rõ ràng trong lòng của lan lâm đến cùng là muốn làm gì nhưng mà bị coi như đầu bếp, bị coi như gã sai vật trong lòng tô bạch dĩ nhiên không thoải mái. Nếu như quả thật có cơ hội, hắn không ngại thật sự làm một lần cầu phú quý trong nguy hiểm, gây chuyện không phải là thứ mà tô đại thiếu gia am hiểu nhất sao? Hắn không coi ba người lan lâm như thính giả, càng nhiều hơn là đem ba người bọn họ coi như là NBC trong chuyện xưa này, muốn đạt được bao nhiêu lợi ích thì phải chịu bấy nhiêu mạo hiểm. Điểm này Tô Bạch rất rõ ràng. Thân thể thì hưu đã mó me đầm đè rồi. Nó và Tô Bạch quyết chiến. Trên thực tế thì cục diện đã rất rõ ràng. Thế nhưng mà dường như Tỳ Hưu vẫn luôn kiên trì. Nó tin tưởng chủ nhân của mình sẽ quay về cứu nó. Thế nhưng đối với nó là bất hạnh. Nhưng đối với cả Tô Bạch là may mắn. Phích lâu, chủ nhân của nó còn chưa quay lại. Lúc đầu Tô Bạch cảm thấy thời gian dài hơn nhiều so với cả dự kiến. Nhưng mà bây giờ vẫn gió êm sóng lặng. Tô Bạch càng thêm vui vẻ, thoải mái tinh thần, tiếp tục bào cách. Bào cách, dùng sắt nung đỏ đốt ra người. Đây là một kiểu tra tấn thời xưa. Thời gian dần trôi qua, dường như tỷ hưu đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhất là khi nó rõ ràng, phích lâu nhất định có thể cảm ứng được phía bên nó đã có chuyện, nhưng mà còn chưa có trở lại. Hiển nhiên, cộng dơm cứu mạng cuối cùng cũng tan biến rồi. Tô Bạch nhìn thấy trong ánh mắt của Tỷ Hưu lộ ra vẻ cầu cứu, hiển nhiên là nó có ý định từ bỏ và đang xin tha. Thần thú và động vật khác khác nhau rất lớn, nhưng mà trong một số trường hợp thì thật ra không khác gì nhau mấy. Lúc nhìn thấy dao, biết mình sắp chết, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tô Bạch lấy một tay ra khỏi bên miệng của Tỷ Hưu, móng tay của hắn đâm vào trên người Tỷ Hưu. Thế nhưng lực phòng ngự của vảy lên trên thân của Tỷ Hưu vô cùng mạnh móng tay tô bạch rạch xuống cơ thể tỳ hưu tạo ra tia lửa nhưng mà không thể nào đâm qua được tô bạch cũng không cậy mạnh chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên đó thôi vì mạng sống tỳ hưu chủ động buông lỏng phòng ngự trên thân của mình để móng tay tô bạch đâm vào cơ thể của nó dòng máu màu vàng óng ả à chảy ra giống như sắt thép bị nung đỏ vậy trực tiếp tan vào da thịt tô bạch dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn tô bạch nhất thời cảm thấy cả người của mình giống như bị đưa vào trong lò rèn vậy vô cùng thống khổ vẻ mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo thế nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh tiếp tục dẫn dắt máu của tỳ hưu vào trong cơ thể của mình bản thân của hắn có bao nhiêu cơ hội chiếm được máu của thần thú chứ lần này nhất định phải hút đủ hình thể của tỳ hưu không ngừng thu nhỏ lại theo sự mất máu của nó thế nhưng bụng của tề hưu lại có vẻ như càng to lên ánh mắt khẩn cầu của nó càng thêm mãnh liệt hiển nhiên là mang theo khát vọng sống sót nó đang nhắc nhở tô bạch nếu hắn còn tiếp tục như thế nữa nó thật sự sẽ chết đấy tô bạch nhắm mắt lại bắt đầu dẫn dắt toàn bộ khí huyết của mình lưu lại trong người tỷ hưu tràn ra trở về trong cơ thể của hắn những máu tươi du lịch ở trong cơ thể tỷ hưu cũng coi như là được tỷ hưu tôi luyện lại một lần khi máu tươi lại một lần nữa quay về trong cơ thể tô bạch nó càng trở nên tinh khiết hơn lần này tô bạch đem con tỳ hưu này coi như máy lọc không khí rồi không để tỳ hưu cứ thế mà chết đi tô bạch sớm thu tay lại khí huyết được hấp thu vào cơ thể của hắn rồi bụng tỳ hưu cũng khôi phục bình thường chẳng qua nó nhỏ hơn trước đó mấy lần đoán chừng phích lâu cho nó ăn không công mấy tháng tinh huyết rồi Tỳ hưu giống như là một con mèo bệnh nằm trên mặt đất vậy, hơi thở của nó rất không ổn định. Trên người nó bắt đầu xuất hiện một số ánh sáng không ngừng lóe lên. Bên ngoài cơ thể của nó đang xảy ra một số biến hóa, dường như nó đang thay đổi hình dáng vậy. Tỳ hưu thì rất phổ biến ở Trung Quốc, có thể nhìn thấy những tượng đá và tranh vẽ về tỳ hưu ở khắp mọi nơi, cho nên hình dáng cơ bản của tỳ hưu như thế nào trong lòng tô bạch rất rõ ràng hiện tại dáng vẻ mà gia hỏa này đang biến hóa ra rõ ràng không phải là long tử ngay lập tức trong mắt của tô bạch lộ ra vẻ hiểu rõ đây không phải là tỳ hưu có huyết thống thuần khiết là thứ dựa vào thiên cơ để tu luyện ra huyết thống của tỳ hưu tô bạch ngồi xuống mặt đất trên người của hắn vẫn còn có cảm giác giống như thiêu đốt không giảm bớt đi một chút nào cả thế nhưng sau khi quen thuộc với cảm giác này trái lại cảm thấy giống như vừa đi sông hơi về vậy, mang theo chút gì đó thoải mái. Đây là một loại tra tấn về bệnh trạng, cũng giống như cảm giác lúc ngạt thở, không thua kém là bạo dâm sức mạnh là mấy. Dường như Tô Bạch thật sự có khuynh hướng đam mê khác người, bởi vì cả hai loại này hắn đều đã trải qua, hơn nữa cảm giác còn khá tốt. Tô Bạch đưa tay, sò lên đầu tỉ hưu, Tô Bạch đang do dự xem có nên giết nó hay không. Ban đầu bản thân của hắn chỉ dự định rút ra một ít máu của Tỳ hưu thôi. Đến lúc đấy cho dù Phích Lâu biết chuyện và nổi giận, cũng sẽ không đến mức đánh nhau người chết ta sống. Ít nhất còn có thể cứu vãn. Nhưng mà con Tỳ hưu này rõ ràng chỉ là hàng giả. Huyết thống lại bị hắn lấy ra rồi, trực tiếp rơi xuống khỏi cấp độ thần thú. Chẳng khác gì giết nó cả. Sau này Phích Lâu không liều mạng với hắn mới là chuyện lạ đây tô bạch đưa tay sờ lên chiếc nhẫn màu xanh của ngón tay mình tô bạch vô thức kích thích nó một chút sau đó buông ra rồi lại kích thích nó thêm mấy lần nữa hắn rất rõ ràng miêu nữ hẳn là còn ở gần đây cô ta sẽ không đi quá xa đâu bởi vì hắn đã nhét một bộ phận trang sức của gã đàn ông có khả năng đóng băng vào vị trí trái tim của miêu nữ này chỉ cần phía bên hắn kích thích thôi bên phía miêu nữ sẽ sinh ra cảm giác Điểm này miêu nữ hẳn là rõ ràng Tính mạng của cô ta còn trong tay của hắn Khoảng 10 phút sau thì một tiếng mèo kêu sắc bén Từ phía sau lưng tô bạch chuyển đến Tô bạch quay người lại Hắn nhìn thấy một miêu nữ mặc quần áo Phía sau lưng cô ta còn có cánh Đang bay đến chỗ mình Hơi thở cường đại thêm rồi Cô lại ăn không ít đồ tốt hả Hề hey, còn học được cách ăn mặc quần áo nữa Thật đúng là biết làm dáng mà Tô Bạch không có bị khí thế của mèo nữ này chế chủ. nhất là khi chính mình đang nắm giữ tính mạng của đối phương, không cần thiết phải có suy nghĩ ngu ngốc đi tỉ thí phần cao thấp làm gì cả, thật đúng là ăn no rừng mỡ. Mèo nữ bay vòng trên không trung nửa phút, sau đó hạ cánh xuống trước mặt Tô Bạch. Sau khi do dự mấy giây, cuối cùng cô ta vẫn cúi người xuống quỳ một gối trước mặt Tô Bạch. Thế nhưng loại cảm giác miễn cưỡng không quen không nguyện ý vẫn rất rõ ràng. Ngoan, lúc này mới ngoan này. Tô Bạch đưa tay dài nhéo lên hai khối thịt trước ngực càng ngày càng to lớn. Miêu nữ này không nhúc nhích, mặc cho động tác của Tô Bạch. Cảnh tượng này có vẻ hơi bị ổi, dâm loạn, cũng hơi hoang đường. Sau lưng là một đống xác chết, mà người đàn ông này lại đang nắm vuốt ngực của một miêu nữ nóng bỏng. Nếu như có một nhà nghệ thuật gia nào đó vẽ lại cảnh tượng này trên tranh sơn dầu, như vậy có thể phản ánh rất nhiều thứ. Ví dụ như huyết tinh, bạo lực, dâm loạn. Một số nhân tố được kết hợp với nhau. Thế nhưng trong lòng Tô Bạch rất rõ ràng, hắn không rảnh, không cô đơn đến mức thế. Lại biến gì? Không đúng là cờ hóa. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười, trực tiếp giật chiếc áo của miêu nữ đang mặc ra. Động tác rất thô bạo rất dứt khoát. Xoẹt. Một âm thanh giòn vang truyền ra. Hai khối thịt trên ngực của miêu nữ lộ ra ngoài. Nó không phải là hình dạng như trái đào tươi, mà chính là biến thành hai đầu mèo. Cứ thế treo lủng lẳng ở nơi đấy. Hai đầu mèo này không đủ linh trí là vật chết, hoặc nói đúng hơn là một bộ phận sinh trưởng trên người miêu nữ. Người mèo thôn phệ lẫn nhau, có thể thôn phệ lực lượng trong máu thịt của đối phương đồng thời cũng kế thừa một số thứ khác của đối phương ví dụ như cánh của miêu nữ này cũng được kế thừa từ một người mèo khác đã bị cô ta ăn thịt cái này thật đúng là buồn nôn mà tô bạch nhìn thấy hai cái đầu mèo này liền lắc đầu mặc dù nói bản thân của hắn không có loại xúc động nguyên thủy giữa nam và nữ với cả miêu nữ thế nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng nóng bỏng biến thành dạng này hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối nếu như ngài không thích, tôi có thể thu lại. Miêu nữ đưa tay, giữ lấy tay Tô Bạch. Ánh mắt Tô Bạch hơi ngưng tủ. Hắn vô thức, cảm thấy miêu nữ này lại chuẩn bị khiến cho quyền uy của mình rồi. Thế nhưng một giây sau, miêu nữ lại dùng sức đặt tay Tô Bạch lên ngực mình. Hai cái đầu mèo ở trước ngực miêu nữ mất đi. Ngược lại biến thành hai khối thịt mềm mại cao vút. Từ chỗ lòng bàn tay tô bạch có thể cảm nhận được sự co giãn của hai quả đào tươi đối với cả phương diện kia tôi yêu cầu tương đối cao đấy nhưng phía dưới của ngài cứng rồi ánh mắt miêu nữ nhìn xuống đúng quần của tô bạch tô bạch cũng theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống sau đó mím môi rất nghiêm túc giải thích tôi vừa uống máu của thần thú máu của nó có công hiệu tráng dương dương vật của hổ đều có thể tráng dương Chứ đừng nói đến máu của tỷ hưu. Nó tuyệt đối có thể đem dương khí trong người đàn ông hoàn toàn kích phát ra. Miêu nữ gật đầu, trên mặt lộ ra dáng vẻ cô đơn. Tùy cô ta còn linh trí, nhưng mà mức độ văn minh của cô ta không khác gì người rừng. Miêu nữ cho rằng là một người phụ nữ muốn lấy lòng đối phương, chỉ cần giao cơ thể của mình cho đối phương hưởng thụ là được. Đồng thời miêu nữ còn lẩm bẩm. Tôi tin, cô có muốn ăn những thứ này không? tô bạch xoay người chỉ vào đống thi thể trồng chất ở phía sau lưng mình ở à, trong mắt một người bình thường đống thi thể chất đống này là một thứ dơ bẩn và đáng sợ thế nhưng trong mắt người mèo nó giống như là heroin vậy miêu nữ cúi đầu hô hấp của cô ta bắt đầu trở nên rồn rập hiển nhiên ý tứ rất rõ ràng đối với cô ta mà nói đống thi thể trước mặt này tuyệt đối là dụ hoặc không cách nào từ chối được muốn ăn thì ăn đi tô bạch ngồi xuống ngay tại chỗ hiện tại khí huyết đang không ngừng lăn lộn trong cơ thể của hắn máu tươi của tỳ hưu cũng đang dung nhập vào trong tứ chi của hắn rồi ban đầu tô bạch đã hình thành thói quen với cảm giác thống khổ lúc này hắn lại phát hiện ra nó hơi ảnh hưởng đến trạng thái của hắn rồi ví dụ như cây thở của hắn bắt đầu tự động tròn lên tê liệt và mất cảm giác hiển nhiên là giống như tỳ hưu cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa hết được hết máu tươi của tô bạch Tô Bạch muốn hoàn toàn chuyển hóa máu tươi của Tỳ Hưu cho bản thân sử dụng, hắn cũng cần đến một thời gian nhất định. Trước khi tiêu hóa, cơ thể của Tô Bạch sẽ luôn rơi vào trạng thái có tác dụng phụ. Miêu nữ nhảy vọt lên đống thi thể, bắt đầu liều mạng cắn nuốt những thi thể của đồng loại. Nhìn cảnh tượng này từ tận sâu trong đáy lòng, Tô Bạch cảm thấy hâm mộ. Đáng tiếc, đối với cả Tô Bạch mà nói, những thi thể này hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn nếu không làm sao hắn có thể để cho miêu nữ kia chiếm món hời miêu nữ vừa cắn nuốt vừa tiến hóa vóc dáng của miêu nữ thế mà lại bắt đầu chậm rái thu nhỏ lại thân thể của cô ta càng ngày càng trở nên cân xứng hơn trước đó dáng người no đủ nóng bỏng lúc này vậy mà lại bắt đầu trở nên mảnh mai từ góc độ thẩm mỹ mà nói là chuyển từ một loại vẻ đẹp này sang vẻ đẹp khác Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo của mình và châm lửa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Bạch tự hỏi. Đến khi nào thì cấm chế mà hắn lưu lại trong cơ thể của miêu nữ này sẽ mất đi tác dụng đây? Cho dù bất kỳ lúc nào cũng có thể, không thể quá tự tin được. Tô Bạch có thể chấp nhận việc chính mình đi tìm đường chết, lại không thể tiếp nhận việc ngu xuẩn hại chết chính mình. Mèo! Tốc độ cắn nuốt của miêu nữ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng miệng của cô ta rất nhỏ, lại phun ra một ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp khiến cho những thi thể còn lại ở trước mặt mình cùng một lúc bốc hơi sau khi bốc hơi tất cả luồng khí này đều bị cô ta hút vào trong miệng mình ngay lập tức miêu nữ giang hai tay ra trên người cô ta bắt đầu xuất hiện từng chiếc xương đứt đoạt đây là dấu hiệu cho việc sinh mệnh cô ta lại thăng cấp cơ thể của miêu nữ này lại một lần nữa tự mình tổ hợp lại ồ oh, tiếp tục giả vờ xem nào Tô Bạch vô thức kích thích chiếc nhẫn của mình. Trên mặt miêu nữ nhanh chóng lộ ra thống khổ. Cả người quỳ dạp trên mặt đất, mang theo một loại cảm xúc oán hận nhìn chằm chằm Tô Bạch. Muốn dựa vào biểu hiện của sự tiến hóa bên ngoài, một lần nữa thay đổi vị trí trái tim của mình sao? Từ đó thoát khỏi thứ đồ mà tôi để lại trong cơ thể cô. Vì tự do, cô thật đúng là kiên trì đấy. Thế nhưng đừng khiêu khích nhẫn lại cực hạn của tôi. Tô Bạch đứng lên, đi về phía miêu nữ. Mèo! Miêu nữ phát ra một tiếng kêu to, giang rộng đôi cánh hóa thành một tia chớp màu đỏ đánh thẳng về phía tô bạch. Một tay cô ta bóp lấy cổ của hắn, tiến thẳng về phía trước, trực tiếp đem tô bạch chống đỡ lên tượng điêu khắc, để lại một vẹn lửa thiêu ở phía sau. Hiện tại đây vẫn chỉ là biểu hiện cho việc tăng năng lượng ở bên ngoài của miêu nữ mà thôi. Tô Bạch quả thật đã thành công nuôi dưỡng ra một con quái vật. Chỉ là con quái vật này hoàn toàn không cho rằng mình là sống vật. Tôi có dũng khí đồng quy vô tận. Cô có không? Sắc mặt Tô Bạch bình tĩnh nhìn Miêu nữ trước mặt. Đừng nói đến việc hiện tại trạng thái cơ thể của Tô Bạch hơi không ổn. Vì thế ở một mức độ nhất định mà nói, nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy uy lực chiến đấu. Cho dù Tô Bạch ở trạng thái ổn định khả năng hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của miêu nữ này trong nháy mắt miêu nữ đã cắn nuốt rất nhiều thi thể của cường giả đồng loại có trời mới biết được bây giờ giúp cục cô ta đã tiến hóa thêm bao nhiêu lần sau mỗi lần tiến hóa cấp độ trí tuệ và cái gọi là cảm giác tôn nghiêm đều sẽ một lần nữa tăng lên tiếp đó tâm tư chân chính muốn thoát khỏi sự khống chế của tô bạch đối với cả bản thân càng lúc càng trỗi dậy Dường như sau mỗi lần cắn nuốt đồng loại và thăng cấp, khiêu chiến với cả một chút quyền yêu của chủ nhân đã trở thành thói quen của miêu nữ này rồi. Thế nhưng cô ta vẫn sợ chết. Trừ khi trí tuệ của cô ta phát triển đến cấp độ thánh nhân hoặc là chuyển sang trạng thái cực đoan, trở thành một người bệnh tâm thần như Tô Bạch, nếu không cô ta vẫn sẽ bị Tô Bạch nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, đại khái chính là như vậy. Miêu nữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Bạch. Từ trong đôi mắt của Tô Bạch, cô ta không nhìn ra được sự e sợ, chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ thôi. Hiển nhiên, tên nhân loại này nói được thì làm được, hắn hoàn toàn có thể không chút áp lực tâm lý nào cùng ta đồng quy vô tận. Cuối cùng, miêu nữ nới lỏng tay mình ra. Tô Bạch rơi xuống, tựa vào bên dưới bức tượng điêu khắc, ho khan vài tiếng. Miêu nữ này hiện tại vậy mà lại cho hắn cảm giác giống như lúc trước bị Yến hồi hồng đánh vậy. Ít nhất, từ mặt sức mạnh nhìn lại thì thực lực của miêu nữ này đã tăng cấp đến cấp độ sắp tiệm cận được Yến hồi hồng rồi. Nhìn vào bàn tay mình, Tô Bạch thấy được mạch máu phía trên tay của hắn. Vậy mà lại bắt đầu nhiễm lên một lớp màu vàng sẫm. Hiển nhiên cơ thể của hắn đang dung hợp, chuyển hóa máu của tỷ hưu. Hơn nữa còn có hiệu quả rất rõ ràng bảo vệ tôi tô bạch giơ một tay lên miêu nữ sửng sốt đứng nguyên tại chỗ sau cùng cô ta vẫn vươn tay ra bắt lấy tay tô bạch đưa hắn lên chờ chờ hiện tại ngay cả một chút sức lực tôi cũng không có vừa rồi nhân lúc còn chút sức lực tôi nên cùng cô một lần tận hưởng mới đúng chứ đúng là thua thiệt tô bạch tiếp tục trêu đùa hắn biết rõ miêu nữ nghe hiểu được những lời của hắn nói đi chỗ nào miêu nữ lên tiếng hỏi bất kỳ chỗ nào cũng được tô bạch hít sâu một hơi cảm giác mệt mỏi đang nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của hắn may mắn về mặt tinh thần không có tác dụng gì cả nếu không một khi bản thân của hắn hôn mê rồi chìm vào giấc ngủ sâu hắn không cách nào nắm giữ được con mèo này nữa miêu nữ giang hai cánh ra giữ lấy tô bạch và bay lên cao sức gió không ngừng đánh thẳng vào mặt tô bạch thế nhưng tô bạch lại cảm thấy hơi thoải mái chẳng mấy chốc thì miêu nữ hạ cánh xuống cô ta dẫn tô bạch đến một tòa nhà trung cư trực tiếp đi thẳng vào nhà bằng ban công đây là nhà cô sao tô bạch ngồi cạnh giường từ ban công đi vào là phòng ngủ phòng ngủ đều là màu hồng hẳn là phòng của bé gái rất có phong cách công chúa trên tủ đầu giường có một khung ảnh được xếp để úp xuống tô bạch lật ra xem hắn nhìn thấy một cô gái với nụ cười rất ngọt ngào. Một cái tay trực tiếp vươn ra, một lần nữa úp không ngảnh xuống. Tô Bạch cười nói, ngay cả trí nhớ cũng khôi phục rồi sao? Miêu nữ nhìn Tô Bạch, trong mắt cô ta lộ ra sát khí. Cô không rót cho tôi một cốc nước được sao? Tô Bạch hỏi. Miêu nữ rời khỏi phòng ngủ. Một lúc sau thì cô ta cầm một lon coca đi đến, để lên trên giường Tô Bạch. Tô Bạch không để ý đến việc hiện tại nô lệ của mình đã lên mặt mũi như vậy. Hắn mở lon coca ra uống một ngụm, sau đó hai chân đều đặt lên giường, để gối phía sau đầu mình, cả người nằm xuống. Miêu nữ rời đi vào ngủ, ngồi trong phòng khách. Vào lúc này thì bầu không khí giữa hai người rất yên tĩnh. Tô Bạch nằm ở trên giường, trên người của hắn không ngừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. nhạt máu tươi bắt đầu từ trong lỗ chân lông chảy ra, sau đó ngưng kết thành một vết máu nhàn nhạt. nhạt. Miêu nữ ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhìn vào bức ảnh cưới mới chụp của đôi vợ chồng trung niên trong phòng khách. Bên ngoài cửa sổ, không ngừng có cơn gió màu đỏ thổi tới, dung nhập vào trong cơ thể của miêu nữ này. Ánh mắt miêu nữ càng ngày càng trở nên thanh tịnh, nhưng mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng không hề hay biết. ầm uhm chiếc cầu bị sập. Trên thực tế thì trong lúc giao chiến, chiếc cầu kia đã có trăm ngàn ốt thủng rồi. Sau cùng bị Yến hồi hồng rút ra một đầu dây xích để đánh người mèo. Chiếc cầu hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi nữa. Trên người của Phích Lâu thì có mấy vết thương, máu me đầm đìa. Thế nhưng bước đi của hắn vẫn rất vững vàng. Thật ra thì thứ mà Phích Lâu am hiểu nhất chính là bảo vệ chính mình. Vừa rồi trong lúc giao chiến, anh ta không ngừng biến đổi kết giới, về cơ bản xem như thành công, đem ưu thế về mặt số lượng của những người mèo kia hóa giải. Thế nhưng Phích Lâu vẫn bị một người mèo thành công đánh lén, cũng mày không có trở ngại gì cả. Mã Yến Hồi Hồng và Lan Lâm là lực lượng chính trong cuộc chiến giết chóc này. Trong tay của hai người đã có hơn 10 người mèo bị giết. Toàn bộ những người mèo còn lại đều bị chết trận. Sau cùng chỉ còn lại một người mèo cầm chiêng. Ngay từ lúc cuộc chiến bắt đầu cho đến bây giờ, Người mèo này không ngừng gõ chiêng. Nhìn thấy đồng loại của mình lần lượt chết đi. Người mèo đang đưa tiến họ. Cảm giác mà hình ảnh này mang đến rất thê lương. Tuổi của người mèo này không lớn. Sắc mặt tang thương. Cho dù hiện tại ông ta có gương mặt của người mèo. Nhưng mà vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Yến hồi hồng xuất hiện sau lưng người mèo. Một tay đánh nát chiếc chiêng của ông ta. Chiếc chiêng phát ra âm thanh cuối cùng. Ngay sau đó người mèo này cũng chẳng phản kháng chỉ mang theo một nụ cười quẩy dị. Quay đầu nhìn về Yến Hồi Hồng. Sau đó ông ta bị một trưởng của Yến Hồi Hồng đánh não vỡ sọ. Thi thể ngã trên mặt đất. Vào lúc này thì tất cả các thi thể trên mặt đất đều tự mình bốc cháy. Đem máu tươi và thịt nát đều hóa thành cho tàn. Thế nhưng có một luồng khí đỏ không thể nắm bắt được bay lên không trung, không biết bị gió thổi đến nơi nào. Phịch lầu thở dùng kết giới để ngăn cản nhưng mà lại phát hiện ra vô dụng. Đây là thứ gì? Yến hồi hồng nhíu mày. Thứ này xuất hiện mang ý nghĩa. Tất cả việc chúng ta vừa làm đều không công rồi. Lan Lâm ngồi xổm xuống bên bờ sông, bắt đầu dùng nước sông để rửa tay mình. Lý Liên Kiệt có tham gia đóng một bộ phim tên gọi là Kẻ Độc Tôn. Thế giới trong phim gồm 122 tầng song song với nhau. Nếu như anh vượt qua được đến tầng khác và giết đi bản sao của chính mình, anh có thể hấp thụ được sức mạnh của người kia hiện tại tình huống trước mặt mà chúng ta đang gặp phải gần như là giống như đúc vậy chúng ta dự định thông qua việc giết chết một bộ phận người mèo có thực lực mạnh để làm giảm suy yếu sức mạnh của người mèo xuất hiện sau cùng thế nhưng phát thanh khủng bố hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy chúng ta kết thúc dễ dàng như vậy cho nên nó cố ý bố trí ra một tiết điểm hiện tại chúng ta giết một người mèo sức mạnh của người mèo kia sẽ theo gió bay đi dung nhập vào trong cơ thể của người mèo còn sống tôi muốn về trước bóng dáng của phích lầu biến mất ngay tại chỗ anh ta cảm ứng được tì hưu của mình đang rất nguy cấp lan lâm và yến hồi hồng thì vẫn còn cùng nhau đứng bên bờ sông yến hồi hồng đi đến phía sau lưng của lan lâm lan lâm đột nhiên cảm thấy gì đấy sao vậy cô cho rằng phích lầu sẽ không nghi ngờ cô chứ hoài nghi tôi cố ý sắp xếp tô bạch và sủng vật kia của anh ta cho một chỗ sao? Lan Lâm, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì vui chơi? Yến hồi hồng có chút không hiểu hỏi. Lan Lâm trừng mắt nhìn sau đó hơi hé miệng ra, lộ ra hai chiếc răng nanh mê người. Lão Yến à, tôi và anh quen biết nhau trước, sau đó mới quen biết Phích Lâm. Anh ta không biết, nhưng anh hẳn là phải biết chứ. Huyết thống mà tôi là che giấu là gì? Hiện tại tôi đang chăn nuôi một chú chim cút nhỏ rất ngon miệng. Bóng dáng của Phích Lâu xuất hiện ở trên quảng trường. Những thi thể trồng chất trên quảng trường đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Chỉ để lại dấu vết bị đốt cháy khét thôi. Ánh mắt của Phích Lâu đào qua nơi này. Ngay lập tức ở dưới bức tượng điêu khắc nhỏ trên quảng trường, anh ta tìm được sủng vật của mình. Tỷ hưu đang co quắp ở nơi đó run rẩy. Nó sẽ không tiếp tục có được cảm giác điên cuồng giống như trước đây nữa. Phịch lầu đi đến, bế tỷ hưu lên. Anh ta đặt một tay lên đầu tỷ hưu. Ngay sau đó, trong mắt của phích lầu hiện ra một số hình ảnh. Những hình ảnh này đến từ trí nhớ của tỷ hưu. Dẫm lên ranh giới của quy tắc tổ đội. Ra tay với sủng vật của tôi. Tôi thật đúng là đã xem thường cậu rồi một quy tắc tổ đội, cho dù có trừng phạt, tôi chấp nhận được. Tôi nhọc nhằn khổ sở dùng huyết tinh của mình để nuôi nấng nó. Cậu lại trực tiếp hủy đi huyết thống thần thú của tỷ hưu. Cậu giỏi lắm. Phịch liều khẽ gằn từng tiếng. Đầu của tỷ hưu trong ngực của anh ta lõm xuống. Trong nháy mắt, tứ chi của nó run lên, lập tức mất đi tất cả sức sống. Chết rồi vì để cho hung thú này kế thừa được huyết thống của thần thú cộng thêm thời gian cho nó ăn nuôi dưỡng dài như vậy có thể nói phích lâu đã phải tốn rất nhiều công sức và máu hiện tại huyết thống thần thú của sùng vật bị hủy đi rồi bởi vì nó không phải là thần thú thuần chủng nữa cho nên căn bản không có hy vọng khôi phục lại điều này đối với cả phích lâu mà nói tỳ hưu đã mất đi tất cả giá trị của mình vật không có giá trị hủy đi là được nhưng mà lửa giận trong lòng Nên dập tắt thế nào đây Cho dù có phải gác lại chuyện phía sau Tôi cũng phải nhất định tìm được cậu Dưới chân của phích lâu xuất hiện một ánh sáng hình lục giác Trên mỗi một góc xuất hiện một bản sao của anh ta Tính thêm cả phích lâu thì có tất cả 7 người giống nhau như đúc Cùng một lúc tản ra những phương hướng khác nhau Đây là tư thế không tìm được tô bạch thì không bỏ qua không bao lâu, Yến Hồi Hồng và Lan Lâm cùng nhau xuất hiện với cả một tâm trạng bình thản ở ngay trên quảng thường. Yến Hồi Hồng đi đến bên giới tượng điêu khắc, vươn tay nắm lấy cái đuôi của tỳ Hưu, nhấc thi thể của nó lên lắc lơ. Vịch lầu cũng thật là tốt xấu gì thì anh ta cũng nuôi lâu như vậy rồi, một chút tình cảm cũng không có nhớ nhung gì sao. Lan Lâm thì không nhìn tỳ Hưu, cô ta chỉ nhìn về nơi lúc đầu chất đống thi thể, nhưng mà hiện tại không có gì cả anh và anh ta không phải cả hai đều giống nhau sao cả hai đều là người mang chủ nghĩa hoàn hảo đó là tôi lúc trước yến hồi hồng phản bác sau đó đưa tay ra giải mái tóc đầy đầu của mình lúc này hiện tại tôi còn đấu chút bóng dáng phong lưu nào năm đấy từ một trạng thái cực đoan này nhanh chóng chuyển sang một trạng thái cực đoan khác từ một playboy ăn mặc chỉnh chu đến cực điểm biến thành một lão già hoàn toàn nát rượu toàn tâm toàn ý, diễn hết mình cho hình tượng hiện tại của anh. Lão Yến à, cái này thật đúng là giả dối. Yến hồi hồng chọc chọc mấy tiếng, không phản bác gì nữa. Hiện tại tiện tay ném đi thi thể của tỷ hưu. Tên nhóc tô bài kia đã giải quyết tỷ hưu rồi. Chuyện này thì tôi không cảm thấy có gì kỳ quái. Vốn dĩ trên người tên nhóc kia có rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám. Chẳng qua đống thi thể mà ba người chúng ta bận rộn giết hơn nửa đêm sao lại mất đi đây cũng không giống như là thứ mà tô bạch có thể ăn được nếu như cậu ta cũng có thể giống như đám người mèo kia đi cắn nuốt thi thể đồng loại như vậy tôi thật đúng là không dám đi gặp cậu ta đâu có chút hơi run rẩy đấy anh ta có một con sủng vật ở trong chuyện xưa này một miêu nữ mà anh ta tùy ý bắt được điều này thật đúng là khác người chúng ta vất vả giết chết người mèo Cậu ta lại mang tất cả đi làm ân tình sao? Trên thực tế thì bản chất không khác nhau đâu. Lan Lâm đi đến một cây cột đèn đường trên quảng trường. Nhìn mái tóc của mình phản chiếu trên đấy. Đồng thời bắt đầu chỉnh trang. Phích Lầu đã bị trọng giận hoàn toàn rồi. Cô không sợ anh ta đi tìm Tô Bạch. Đồng thời giết chết cậu ta sao? Yến Hồi Hồng trêu chọc nói. Ánh mắt của Lan Lâm nhìn về phía Yến Hồi Hồng. Cười như không cười vốn dĩ là vô tâm trồng liễu nếu như có thể nhận được một kinh hỉ thật đúng là không còn gì tốt hơn nếu không chưa chắc đã thất vọng đâu chú thích cố ý trồng hoa hoa chẳng nở vô tâm tiếp liễu liễu xanh um có nghĩa là cố gắng trồng và chăm bón cho một cây hoa thì lại không ra gì cả mà vô tình trồng cây liễu không chăm bón gì thì liễu lại xanh tốt Nghĩa bóng của câu này là khi người ta mong muốn điều gì đó thì lại chẳng đến. Cái điều không nghĩ đến, không mong muốn thì nó cứ vô tình kéo đến. Hết chú thích. Lần này khi tiến vào chuyện xưa, đầu tiên là cô liên thủ với cả phích lâu. Cô ý gài tôi. Hiện tại gài phích lâu. Lan lâm mà. Tuy tôi hiểu rõ ở trong chuyện xưa này, việc đâm một dao sau lưng bạn bè là một hành động bình thường. Nhưng mà tôi thật sự không rõ ràng tại sao lần này tính thực dụng của cô lại lớn như vậy hả? Hơn nữa, lần này phòng tuyến cuối cùng của cô là ở nơi nào vậy? Hiện tại Phích Lâu đang đem cơn giận chút lên người Tô Bạch rồi. Nhưng mà tôi rất rõ ràng, trong lòng của anh ta nhất định hiểu chuyện này là do cô sắp xếp. Cho nên, không nên dồn ép cả hai người chúng tôi đến mức nóng nảy đâu. Đối với cô mà nói, điều đó rất nguy hiểm đấy. Tuy nói việc hai người đàn ông cùng nhau ra tay với cả một người phụ nữ là chuyện không dễ nghe. Thế nhưng cho dù là thỏ, lúc tức giận thì cũng sẽ biết cắn người đấy. Mèo Ở phía xa thì có một người mèo cao lớn xông thẳng đến đây. Mặt đất cũng theo bước chạy của anh ta mà chấn động. Thân hình của Yến hồi hồng lóe lên, trực tiếp đi đến. Cho người mèo này một bà tai, đánh bay người mèo. Sau đó anh ta lại dẫm chân lên người mèo này, anh ta đem người mèo vừa ngửi được mùi máu tanh liền vội vã chạy đến đây, làm đối tượng để phát tiết những tích tụ trong lòng của mình. Chỉ là Yến hồi hồng không nhìn thấy, ở phía sau lưng của anh ta, đầu ngón tay của Lan Lâm có những sợi tơ đỏ đang không ngừng vặn quanh. Đây là dây nhân quả. Nóng quá, thật nóng, đau quá. Toàn bộ cơ thể Tô Bạch giống như một chiếc bàn là điện vậy. Mồ hôi không ngừng chảy ra, làm ướt ga giường. Đồng thời nhiệt độ bên trong phòng ngủ cũng không ngừng lên cao. Sau khi liền tới nhiệt độ nhất định, liền nhanh chóng hạ xuống, gần như không còn thấy nhiệt độ nữa. Trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Sau khi tình cảnh này không ngừng lặp đi lặp lại, hiện tại trong phòng trở nên ẩm ướt. Lúc này thì hắn đang tiến vào bước cuối cùng trong quá trình luyện hóa chân huyết của tỷ hưu đây cũng là bước gian nan nhất miêu nữ vẫn còn đang ngồi trong phòng cách thất thần nhìn ảnh cưới của cha mẹ lúc này đây trong lòng cô ta không có bất kỳ thứ gì khác hoàn toàn rơi vào trong tâm trạng của riêng mình lại không hay biết rằng mặc dù hiện tại cô ta không đi thôn phệ những đồng loại khác nhưng mà thực lực của cô ta vẫn đang không ngừng mà tăng lên bởi vì trong thành phố này bất kỳ lúc nào cũng có người mèo chết đi thi thể của họ bắt đầu tự bốc cháy, hóa thành lực lượng thuần túy nhất mà chỉ có người mèo còn sống mới có thể hấp thu được. Có lẽ đây chính là điểm tiết chế mà trước đó phát thanh khủng bố đã bố trí ra. Ví dụ như khi số lượng người mèo giảm mạnh đến một mức độ nào đấy, hình thức này sẽ được mở ra. Vì theo đuổi cái gọi là kịch tính trong chuyện xưa, phát thanh khủng bố thật đúng là tốn tâm tư để gây khó khăn cho thính giả. Cuối cùng đại khái khi đến một trạng vạng tối mí mắt của tô bạch hơi run lên sau đó hắn mở mắt ra tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ cả người cũng hơi choáng váng nặng nề hắn gian nan từ trên giường ngồi dậy tô bạch nghe được một tiếng mèo kêu mèo tiếng mèo kêu này rất quen thuộc không phải tiếng mèo kêu của những người mèo kia mà chính là tiếng của cát tường tô bạch nhìn về phía cuối giường Hắn nhìn thấy cát tường đang nằm ở đấy. Con mèo chết tiệt này, mày đến đây xem náo nhiệt sao? Tô Bạch vô thức, dịch người đến, lại phát hiện ra cát tường hoàn toàn biến mất, không thấy đâu cả. Tô Bạch đấm một cái vào đầu của mình. Xem ra tác dụng phụ vẫn cho hoàn toàn biến mất rồi, thế mà lại có ảo giác. Điểm này trái lại Tô Bạch cảm thấy rất bình thường, cũng không quá để ý. Cha, cha, tô bạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đầu giường tiểu gia Hòa đang ngồi ở đây vẫy tay với cả tô bạch mẹ nó chứ con cũng đến sao tô bạch lắc đầu không cách nào con trai đến cho dù là ảo giác thế nào cũng phải ôm cái đã chỉ là tô bạch phát hiện ra con trai cũng biến mất rồi còn bả nó tô bạch đánh vào đầu của mình hiển nhiên có chút bực mình ảo giác thì ảo giác làm sao thời gian lại ngắn như vậy hả từ trên giường đứng lên Tô Bạch vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng mà chẳng qua trạng thái của hắn tốt hơn trước rất nhiều. Cơ thể không còn mất đi cảm giác và suy yếu như trước. Tình trạng thể chất của hắn rất tốt. Dường như máu tươi trong người của hắn còn nhiều thêm một ít. Ban đầu lúc Tô Bạch tiến hành cận chiến, cơ bản là dựa vào việc chuyển hóa sang trạng thái cương thi để treo chống. Mặc dù năng lực sinh tồn của trạng thái Macaron rất mạnh, nhưng mà muốn chân chính phản kích lại địch nhân hắn vẫn phải hoán đổi sang trạng thái của cương thi. Thế nhưng hiện tại, Tô Bạch cảm thấy sau khi dung hợp chân huyết của tỷ hưu, lực công kích của huyết thống ma cà đồng trong người của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Về phần cụ thể, tăng bao nhiêu phải đợi có cơ hội thử mới biết được. Cẩn thận người giống như anh, cẩn thận người giống như anh, cẩn thận người giống như anh. Không biết vì sao một câu nói không mang theo chút tình cảm nào lại không ngừng vang lên trong đầu Tô Bạch. Đây là giọng nói của chính Tô Bạch, đánh thức một đoạn trí nhớ đã bị hắn xem nhẹ, hoặc nói chính xác là quên lãng. Nó hơi giống giáp quan thứ sáu, hoặc gọi là linh tính gì đó đi. Có lẽ chính bản thân của mình cảm thấy điều này rất quan trọng. Cũng có thể là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Nhất là hiện tại, đối với cả Tô Bạch mà nói, hắn đang ở trong một nửa trạng thái tinh thần hoảng hốt, cho nên rất dễ dàng suy nghĩ linh tinh. Tô Bạch cầm lấy lon coca mà chính mình uống giờ. Một hơi uống sạch. Lúc này thì cả người của hắn mới thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. giúp cục tư duy của hắn cũng khôi phục bình thường, trở nên rõ ràng. Cuối cùng trạng thái hồn vía trên mây trước đó đã xem như kết thúc. Lúc này Tô Bạch bắt đầu suy nghĩ xem câu nói kia giúp cục bắt nguồn từ đâu. Nói tóm lại câu nói này có liên quan mật thiết với hắn. Nếu không hắn sẽ không nhớ kỹ như vậy cũng sẽ không bỗng nhiên nhớ lại. Một lúc sau thì cuối cùng Tô Bạch cũng xuất hiện một manh mối. Chỉ nhớ rốt cuộc cũng quay lại. Đây chính là lần hắn từ Giang Tô đưa Cát Tường về Thành Đô. Ở bên ngoài nhà, bản thân hắn vừa mới đưa Cát Tường vào trong. Cũng chính là trả lại cho Lệ Chi. Chuẩn bị đón xe về nhà mình ở Thành Đô. Khi đó Lệ Chi cho hắn một tin nhắn qua ghi chat. Cẩn thận, người giống như anh. Tại sao mình lại nhớ đến câu này nhỉ? Thật đúng là hơi có tố chất bệnh tâm thần rồi. Trong mắt Tô Bạch thì ý tứ của Lệ Chi nói những lời này là nhắc nhở hắn ở trong chuyện xưa phải cẩn thận người giống như mình. Kết quả là một lời sấm truyền rồi. Trong chuyện xưa kia, Chu Cục Trưởng, một thính giả thực tập giống như hắn mới chính là hung thủ thật sự và là phần tử nguy hiểm nhất. Đây là chuyện mà trước đó người nào cũng không nghĩ đến trong phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng tô bạch đi vào trong nhà vệ sinh thế mà còn có thoang thoảng mùi nước hoa và một số ít đồ dùng của phụ nữ nghĩ đến một lô ly nhỏ vốn dĩ ngọt ngào đáng yêu ở trong làn sóng diệt thế bắt đầu ăn thịt đồng loại rồi biến thành dáng vẻ kia trong lòng tô bạch không khỏi sinh ra một loại cảm giác thổn thức thượng đế muốn diệt thế Thế nhưng trong thành phố này không phải tất cả mọi người đều là người xấu. Cho dù phần lớn mọi người đều biến thành người mèo, đó cũng không phải là do bọn họ chủ động lựa chọn ra. Chẳng qua làm việc tốt thường rất tốn sức. Đoán trường thượng đế cũng muốn giảm bớt việc. Trực tiếp tạo ra một con thuyền noa, mang đến một trận diệt thế, để cho thế giới này một lần nữa được thanh tẩy, như thế đơn giản hơn nhiều. Vốc nước lên mặt, Tô Bạch cảm thấy mát mẻ hơn nhiều dùng khăn của cô gái lau mặt và tay. Tô Bạch hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách. Trong phòng khách thì miêu nữ vẫn ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích. Mạch suy nghĩ giống như là một dòng nước nũ. Một khi phá ra lỗ hỏng, liền khó có thể ngăn lại được. Nhất là khi trong đoạn thời gian trước, miêu nữ gần như mất đi toàn bộ ký ức của mình. Cô ta chỉ biết chém giết và ăn những người mèo khác hiện tại theo sự thăng tăng lên của thực lực và cấp độ sinh mạch, những ký ức bị lãng quên hoặc nói đúng hơn là phủ bụi được khôi phục lại. mạch suy nghĩ giống như thủy triều trong thời gian rất ngắn khó có thể dừng lại được. nhất là bây giờ chuyện mà hiện tại miêu nữ này nghĩ đến chính là đi tìm lại ký ức đã mất đi. đó là ký ức về gia đình, bạn bè và ký ức về cuộc sống của chính mình trong quá khứ. tô bạch cầm một cái cốc đi đến chỗ bình nước nọc, rót cho mình một cốc nước. Sau đó hắn ngồi ở chỗ sofa, đối diện, vắt chéo hai chân. Lương tâm của Tô Bạch lại một lần nữa xuất hiện, không quấy dày mạch suy nghĩ của miêu nữ. Chẳng qua rất nhanh, Tô Bạch liền phát hiện ra một vấn đề. Miêu nữ ở trước mặt của hắn, cho dù đang ngẩn người, đang sững sờ, thế nhưng hơi thở trên người cô ta không ngừng cường đại trên người cô ta cũng không ngừng xảy ra biến hóa rất nhỏ. Đây là bởi vì theo cấp bậc của sinh mệnh tăng lên, cơ thể cũng bắt đầu tiến thêm một bước tối ưu hóa và cải tiến, để cho cơ thể ngày càng thêm thích ứng với cả thế giới này, hoặc gọi là càng thêm dung nhập vào thế giới này. Đối với cả người bình thường mà nói thì đây là một quá trình dài dàng dạc, thậm chí cần phải mất từ mấy trăm năm đến một ngàn năm, trải qua sự thay đổi của nhiều thế hệ chẳng lẽ cô ta đang ngộ đạo sao trong lòng tô bạch tự hỏi trước kia hắn từng đọc qua một số truyền thần thoại trong đó có nói chiêu văn đạo tịch tử khả hĩ sáng nghe được đạo lý tối chết cũng không có gì ân hận một khi con người ta ngộ đạo thực lực sẽ đột nhiên được tăng lên thế nhưng tô bạch cảm thấy nếu nói một miêu nữ ngộ đạo chuyện đó hơi vô lý tô bạch đứng lên đi tới ban công. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra được nguyên nhân. Không ngừng có luồng khí màu đỏ nhạt từ bên ngoài bay vào. Sau đó, theo một cách rất tự nhiên dung hợp vào trong cơ thể của miêu nữ này. Tâm tư xoay chuyển. Tô Bạch gần như hiểu rõ. Trong lòng của hắn thì cũng không khỏi cảm thấy phát thanh khủng bố thiết kế chuyện này quá mức, rất khéo léo. Xem như tránh cho mọi việc thính giả muốn nửa đường phá hỏng khả năng xuất hiện của mấy cường giả người mèo như trong dự đoán ở giai đoạn sau cùng của diệt thế. Chẳng qua trong lòng Tô Bạch lại càng thêm ghen tỉ. Trước đó, miêu nữ có thể dựa vào việc ăn thịt đồng loại để trực tiếp làm cho bản thân mạnh hơn. Hiện tại thế mà chỉ cần ngồi ở đây ngẩn người là được. So sánh giữa người với người, thật đúng là tức chết đi mà. Miêu nữ này quay đầu, nhìn về phía Tô Bạch, dường như quá trình ngẩn người đã kết thúc. Ánh mắt cô ta vẫn có một vẻ vẻ mông lung, giọt nước mắt rơi xuống. Tôi lạnh quá. Miêu nữ tự mình lẩm bẩm. Lúc này thì giọng nói và giọng điệu của cô ta thật giống như là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, không nơi nương tựa. Tô Bạch giang hai cánh tay ra, làm tư thế ôm. Đến đây nào, anh ôm. Vành mắt miêu nữ đỏ lên, từ trên ghế sofa đứng dậy nhào đến trong ngực Tô Bạch, ôm thật chặt Tô Bạch, cảm nhận nhiệt độ từ trong lồng ngực của tô bạch truyền đến hình ảnh tốt đẹp như vậy chủ nô và nô lệ hai người đều có hoàn cảnh không nơi nương tựa dựa sát vào nhau sưởi ấm cho nhau che chở cho nội tâm của đối phương nhưng mà một giây sau miêu nữ thống khổ quỳ trên mặt đất mở lòng bàn tay ra trên đó có một móng tay vừa trắng lại vừa dài tản ra hơi thở khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Chật, chật, cứng rắn không được thì lại chuyển sang mềm. Màn dạo đầu này rất tốt, xứng đáng được điểm cao đấy. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi không thích mấy phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân gì đó đâu. Tôi luôn cảm thấy nó thật giả dối. Tô Bạch đưa tay ra, vỗ lên gương mặt non mềm của thiếu nữ. Lần sau nhớ kỹ nha, trước khi chuẩn bị ra tay, phải học dược việc khắc chế sát khí của mình đi thực lực của cô mạnh hơn tôi mạnh hơn tôi rất nhiều nhưng mà đáng tiếc kinh nghiệm của cô còn quá non miêu nữ ngồi dưới đất khi tô bạch dừng lại việc kích thích chiếc nhẫn màu xanh lam trên ngón tay của hắn miêu nữ rất bình tĩnh tựa vào cửa sổ sát mặt đất không có phiền não cũng không có thẹn quá hóa giận chuyện này đã giống như là một thói quen sau khi trải qua quá nhiều tiến trình rồi Bên trên bầu trời trong một con thuyền noa chỉ còn lại sự cô đơn và an tính. Cả ngày lẫn đêm trên bong thuyền đều diễn ra cảnh sám hối, giảng đạo. Tất cả chuyện này chỉ vì muốn gột rửa linh hồn. Những người không thể thừa nhận khảo nghiệm và đau đớn trong nội tâm đều đã bị đóng đinh, chết trên thập tự giá, trở thành tiêu chí răn đe. Ok, các bạn thân mến và nghe xong tập này thì chúng ta có thể yên tâm đi ngủ và chào đón một ngày mới rồi. Thực sự là đọc đến tầm này thì coi như là mình muốn sụp đổ rồi. Vì quá mệt. Quá mệt. Ngày hôm nay buổi sáng là mình đi làm show đến tận 1 giờ mình mới về. 1 giờ về thì mình ra chuyện luôn. Và coi như là mình đọc liền tù tì từ chiều cho tới tận lúc ăn cơm buổi tối. Ăn cơm tối xong mình nghỉ được khoảng tầm 30 phút. Mình lại đọc cái bộ này luôn. Thực sự là vô cùng tra tấn bản thân vào những ngày mà nó công việc nhiều như vậy. Nhưng mà không sao mình thích cái tập ngày hôm nay và chúc các bạn ngủ ngon nhé